Phương Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài VNTV và chào mừng quý khán thính giả đã trở lại với chương trình Bạn Có Biết. Hôm nay Phương Quỳnh ngồi kế cô Linh Huỳnh, cô vừa đoạt giải Hoa hậu Miss Việt Nam Beauty International. Chào Linh. Chào chị Phương Quỳnh. Linh xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang xem đài của truyền hình VNTV. Nếu mà quý khán thính giả xem nhiều video của VNTV thì gương mặt của Linh là rất là quen thuộc rồi. Là cô đoạt giải Á hậu 1 của Miss Việt Nam San Diego năm 2017. Và gần đây nhất là Linh mới vừa đoạt giải Hoa hậu Miss Việt Nam Beauty International năm 2018. Chúc mừng em. Dạ cảm ơn chị ạ. Câu hỏi chị dành cho em là cái lý do nào mà khiến em đăng ký cuộc thi vừa rồi? Lý do mà khiến Linh tham gia cuộc thi này đó là thông qua một người bạn thì Linh được biết đến cuộc thi Miss Vietnam Beauty International của CEO Christine Thảo Lâm tổ chức, và thông qua Internet thì em có tìm hiểu về cuộc thi và em được biết là đây là một cuộc thi uy tín và có tầm cỡ quốc tế. Và thêm một cái lý do nữa đó là cũng chính vì sau Miss Vietnam San Diego thì em cũng muốn là có một cái bước tiến xa hơn, để mà em có thể có thêm những cái connection để mà quen biết được thêm bạn bè cũng như là gặp gỡ được những người thành công tại cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây. Đó là lý do mà em tham gia cuộc thi này ạ. Quý vị cũng có thể thấy cái title là Miss Vietnam Beauty International là về tầm cỡ quốc tế. Rồi từ một cái cuộc thi Miss Vietnam San Diego là chỉ gói gọn trong San Diego mà bây giờ ra tầm cỡ quốc tế thì em có mất nhiều thời gian để tập không? Dạ có chị, chính vì cuộc thi lớn đó cho nên là đối với em thì trước khi tham gia cuộc thi nào thì em cũng có sự chuẩn bị kỹ càng cho nó. Thì trong cuộc thi này thì cứ mỗi hàng tuần đó thì em mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để mà em tự tập nói ở nhà cũng như tập đi đứng. Và trước cuộc thi 2 ngày thì có chuyên gia training về catwalk là anh đạo diễn Nguyễn Quý Khang từ Việt Nam sang là có một cái khóa training cấp tốc cho thí sinh của tụi em chỉ trong vòng 2 ngày thôi. Và cũng có sự giúp đỡ của anh Tommy Lee từ San Diego của mình đến để mà training cho tụi em cách đi đứng trên sân khấu để mà cho tụi em thêm tự tin. Như vậy ạ. Rồi từ cái cuộc thi Miss San Diego mà để em bước lên một cái cuộc thi gọi là Miss Việt Nam International thì cái cuộc thi Miss San Diego có giúp gì cho em không? Có những cái kinh nghiệm nào mà em học được để áp dụng cho cái cuộc thi này không? Dạ có chứ chị. Cuộc thi Miss Việt Nam San Diego là một cái cuộc thi khi tham gia thì em cảm thấy là tự tin hơn. Và khi mà đứng trên sân khấu em cảm thấy là trước đám đông và khi mình có thể trả lời những cái câu hỏi hoặc là mình phát biểu trước đám đông thì làm cho mình trở nên là không có còn bị rung như là ngày trước nữa. Và tự tin là một trong những cái yếu tố đã giúp em chiến thắng trong cuộc thi lần này. Rồi chị có biết là bây giờ những cái bạn trẻ rất là muốn tham gia những cái cuộc thi sắc đẹp, tại vì có rất là nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau đúng không? Nhưng mà có nhiều bạn là còn rụt rè, không tự tin. Em có những cái lời khuyên nào mà để giúp các bạn tự tin mạnh dạn hơn để đăng ký cuộc thi không? Dạ, Linh xin có một cái lời khuyên dành cho các bạn. Đó chính là chúng ta còn trẻ và các bạn hãy mạnh dạn mà đăng ký tham gia vào những cuộc thi. Bởi vì sau mỗi cuộc thi là cho dù chúng ta có đạt giải hay không thì chúng ta được nhiều hơn là mất chị ạ. Thì đối với em là cứ sau mỗi cuộc thi thì ngoài cái connection ra, ngoài cái tự tin trên sân khấu ra thì mình còn học hỏi được rất là nhiều thứ từ các cô chú anh chị đã thành công rồi và họ có thể giúp cho mình những cái kiến thức để mà mình có thể tiến xa hơn trong cái con đường của mình và cái tương lai sau này. Đó là một cái sự chia sẻ rất là dễ thương mà gần gũi đúng không quý vị? Phương Quỳnh biết là ai đi thi là cũng sẽ muốn thắng giải, chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà ngoài ra thì những cái học hỏi, những cái connection cũng có thể giúp ích được trong tương lai nếu mà quý vị có thắng giải hay không có thắng giải. Cho nên là các em nào mà muốn tham dự cuộc thi sắc đẹp thì Phương Quỳnh nghĩ là các em nên mạnh dạn đi. Tại vì thường ông bà ta có câu là đi một ngày đàng học một sàng khôn đúng không em? Dạ. Những cái connection đó là rất là tốt cho chúng ta trong tương lai. Dạ. Rồi sau khi đoạt giải thì em có những cái dự định gì trong tương lai không? Dạ tâm nguyện của em trước khi đến với cuộc thi thì em cũng muốn là mang một chút tiếng nói của mình đến với cộng đồng của chúng ta để mà có thể là có những cái việc làm từ thiện, kêu gọi những cái việc làm từ thiện để giúp đỡ cho trẻ em nghèo và cũng như những người có hoàn cảnh khó khăn tại nước Mỹ cũng như là ở Việt Nam. Thì em cùng ban tổ chức của cuộc thi Miss Vietnam Beauty International cũng đang chuẩn bị hành trang cho những cái lần đi từ làm từ thiện. Và bên cạnh đó thì em cũng có ủng hộ, support cái quỹ từ thiện của chú Jimmy Thái là Build a School Foundation. Thì hy vọng một ngày không xa thì em có thể là cùng chú gây được nhiều cái quỹ hơn để mà mình
mình có thể xây được những cái ngôi trường cho những cái trẻ em cần cần những cái ngôi trường khang trang để mà mình học tập. Và hy vọng là trong tương lai thì em có thể là hoàn thành được cái tâm nguyện của mình cùng nhờ cái vào cái thay đồ này. Và em cũng muốn mang đến cái tấm lòng của mình, mang cái tấm lòng của mình chia sẻ với tất cả những người khán giả. Quý vị có thể thấy là em Linh là một người không những có bề ngoài đẹp, đoạt giải, mà em có một tâm hồn rất đẹp. Tức là em muốn thông qua cuộc thi này để có thể giúp đỡ những trẻ em, những người không những ở Mỹ mà còn ở quê hương của chúng ta nữa. Chị cảm ơn em đã tới studio ngày hôm nay và có những cái lời chia sẻ rất là chân thành. Và chị chúc em thành công trong những dự định trong tương lai. Dạ, cảm ơn chị Quỳnh. Linh xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị đã ủng hộ Linh trong cuộc thi vừa qua, và kính chúc quý khán thính giả của VNTV thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Phương Quỳnh cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.